Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em cách giải nhanh các bài tập hóa học, đặc biệt là những cái bài tập trắc nghiệm trong đề thi tuyển sinh đại học. Thế thì chúng ta đã biết là các cái bài tập hóa học trong đề thi tuyển sinh đại học các cái năm vừa qua thì chiếm gần như là 50% cái số điểm của bài thi, cho nên là việc chúng ta giải nhanh và chính xác các bài tập hóa học sẽ giúp chúng ta nâng cao được cái số điểm mà trong cái bài thi chúng ta có thể làm được. Thế thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một số cái phương pháp giải nhanh những cái bài tập kiểu như thế. Thế thì thông thường ấy là bài tập được chia làm hai phần là bài tập vô cơ và bài tập hữu cơ. Thế và hôm nay ấy thì thầy sẽ giới thiệu với các em về nội dung và cách thức giải nhanh các cái bài tập vô cơ. Vì chúng ta biết là những cái bài tập vô cơ ấy là thông thường ấy là rất phức tạp, ở một cái chỗ là cái phương trình trong bài tập là rất nhiều, và như vậy thì làm thế nào để giải nhanh và chính xác thì chúng ta cần phải có kiến thức và kỹ năng trong cái việc giải các bài tập kiểu như thế này. Thế thì kiến thức và kỹ năng thì chúng ta cần phải trang bị những cái gì? Thì cái phần thứ nhất hôm nay thầy đã giới thiệu các em một nhỏ là về phần kiến thức. Thế để trang bị kiến thức giải nhanh các bài tập hóa học ấy thì các em lưu ý như này. Cái phần kiến thức để giải nhanh các bài tập hóa học vô cơ ấy thì thứ nhất là các em cần phải trang bị, một là tính chất hóa học của các cái chất. Tính chất hóa học các chất ở đây có thể là gì? Là của các cái oxit của kim loại hay là axit bazơ vân vân. Và đặc biệt chúng ta lưu ý là những cái bài tập mà trong những năm gần đây thì các thầy hay ra là những bài tập kiểu như là kim loại hòa tan trong axit này, hoặc là kim loại hòa tan trong bazơ vân vân, thì chúng ta đặc biệt chú trọng cái phần này. Và cái phần thứ hai ở cái mảng kiến thức này, các em cần lưu ý là các cái định luật. Bảo toàn. Thế chúng ta đã biết là các bài tập hóa học thì chủ yếu xảy ra theo quy luật là các chất tham gia phản ứng và các chất tạo thành sau phản ứng. Thế vậy thì theo các cái định luật bảo toàn thì các cái nguyên tố tham gia và các cái nguyên tố tạo thành sau phản ứng ấy thì nó không có biến đổi về khối lượng cũng như là số lượng các nguyên tố. Như vậy thì chúng ta dựa vào các cái định luật bảo toàn này để tận dụng nó trong cái việc tìm ra cái đáp số nhanh nhất. Thế đây là hai cái phần, viết thì nó ngắn, thế nhưng mà để mà trang bị nội dung của cái phần này thì nó rất là mất thời gian. Nên cái phần này các em có thể đọc, tự đọc ở sách được và có thể tự trang bị cho mình. Vậy chỉ có trang bị hai cái mảng này thì em có thể làm nhanh được và chính xác. Đến cái phần thứ hai là phần kỹ năng giải. Hai nhỏ là kỹ năng. Thế kiến thức đã là một chuyện rồi. Nếu không có kiến thức thì chúng ta đương nhiên là không thể giải tốt được các bài tập. Thế nhưng ngược lại, có kiến thức rồi mà không có kỹ năng giải thì chưa chắc chúng ta đã làm tốt được bài tập mà làm nhanh. Đòi hỏi cái bài tập trắc nghiệm là gì? Là tiết kiệm thời gian và chính xác của đáp án. Thế kỹ năng đây các em cần phải trang bị những kỹ năng như sau. Kỹ năng thứ nhất là chúng ta phải biết tóm tắt hay là sơ đồ hóa. Cái việc tóm tắt và sơ đồ hóa một cái bài toán hóa học là một điều hết sức cần thiết, bởi vì chỉ có như thế thì các em mới có thể là biết được cái bài toán nó xảy ra như thế nào và chúng ta cần phải làm cái gì để ra được đáp số nhanh nhất. Cái thứ hai là xem bài toán cho gì và hỏi cái gì. Cho gì hỏi gì là một cái câu hỏi đặt ra trong cái bài toán đấy, nhưng chúng ta phải hình dung được là gì? Có một số cái bài toán người ta gây nhiễu, có những cái dữ liệu cho nhưng có khi lại không sử dụng trong cái việc để mà giải cái bài toán đấy, tìm ra những cái mà người ta cần. Nên chúng ta phải rất tinh ý trong cái việc này, tức là cho cái gì hỏi cái gì. Và cái thứ ba là mối quan hệ.
giữa các cái chất với nhau. Có nghĩa là mối quan hệ về số mol, về khối lượng, về thể tích, hay nói khác là mối quan hệ giữa giả thiết và kết luận, hay là cái cho và cái hỏi của bài toán. Thế thì trên đây là cái phần kiến thức và kỹ năng, hai cái này nó phải cùng song song và tồn tại thì chúng ta mới gì có thể giải nhanh được các cái bài toán khoa học. Bởi vì các em muốn có kỹ năng tốt thì các em cần phải luyện tập bài tập ở nhà rất là nhiều. Chúng ta lúc đầu có thể làm từ đơn giản, sau đó làm phức tạp dần, và như thế thì chúng ta sẽ tích lũy được những cái kỹ năng đó. Và chúng ta biết rằng là gì, để có được kỹ năng tốt thì cái phần kiến thức là chúng ta phải trang bị cho bản thân. Chứ nếu mà có kỹ năng mà lại chúng ta muốn có kỹ năng làm bài tập nhưng mà kiến thức chúng ta lại không có thì đương nhiên là chúng ta không thể làm tốt được các cái bài tập. Để minh họa cho cái nội dung của cái phần kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng thì thầy sẽ đi hướng dẫn các em một số cái bài toán hóa vô cơ. Thì thứ nhất là chúng ta có cái dạng 1. Dạng thứ nhất là cái dạng mà thông thường các thầy hay hỏi, đó là gì? Đó là khử các cái oxit kim loại. Mà thông thường là khử bằng khí CO hoặc là hydro. Đấy, thông thường là các cái bài toán là hỏi về cái loại là khử oxit kim loại. Thì chúng ta biết là với cái dạng bài toán này thì chúng ta có thể là lập công trình một cách tổng quát như thế này, là tôi gọi cái oxit kim loại là MXOY. Thì ví dụ như là người ta sẽ khử bằng CO hoặc hydro thì ở đây thầy sẽ viết một cách tổng quát là như thế này, cả hydro và oxy. Thì chúng ta biết là cái phản ứng khử oxit kim loại này thì cái sản phẩm sinh ra là kim loại và giải phóng khí CO2 nếu là khử bằng CO, hoặc là khử bằng hydro thì giải phóng sẽ là nước. Và như vậy chúng ta nhìn cái tỷ lệ bên này, chúng ta thấy là gì, kim loại M ở đây có X phân tử, có X thì bên này cái hệ số của nó cũng là X gì. Thế tương tự như vậy thì chúng ta có cái hệ số ở đây là Y, và đây cũng là Y. Thế ở đây thầy viết là MXOY không có nghĩa là một oxit kim loại, mà nó có thể là hỗn hợp các oxit kim loại. Thế là, vậy thì để tổng quát ta có thể viết một cái phản ứng như này cho nó gọn nhẹ. Thế thì từ cái phương trình tổng quát khi mà khử oxit kim loại bằng CO hoặc hydro ấy, thì các bạn có thể rút ra những cái nhận xét như sau này. Cái nhận xét thứ nhất, mà cái điều này rất quan trọng trong giải toán hóa trắc nghiệm, là chúng ta có số mol của oxy trong oxit, của oxy trong oxit đây này, thì nó sẽ bằng số mol của khí CO tham gia phản ứng. Ở đây thầy nhấn mạnh là CO tham gia phản ứng, bởi vì có thể là cái CO người ta cho dư hoặc là hydro dư, nhưng cái số mol của oxy trong oxit kim loại mà tham gia phản ứng đây này thì nó bằng số mol của CO. Mà chúng ta biết là toàn bộ cái CO ở đây thì nó được sinh ra và nó đi vào khí CO2, cho nên là cái số mol đây nó chính là bằng số mol của CO2 sinh ra. Có đúng không? Đấy. Thế mà tương tự nếu như khử bằng hydro thì số mol oxy tham gia phản ứng cũng bằng số mol của hydro phản ứng và bằng số mol của nước tạo ra. Như vậy nếu bài toán người ta cho số mol của CO phản ứng hoặc người ta cho số mol của CO2 tạo ra thì chúng ta có thể tính được số mol của oxy trong cái hợp chất oxit kim loại. Cái nhận xét thứ hai đó là gì? Đó là độ giảm. Độ giảm về khối lượng của chất rắn. Chất rắn của ta là gì? Có thể là oxit kim loại hoặc là hỗn hợp các oxit kim loại. Thì cái độ giảm đây ấy, thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng khối lượng của cái gì? Khối lượng của oxit, của phân tử oxy
mà thoát ra. Của phân tử oxy trong oxit kim loại mà thoát ra. Hay nói khác là nó chính là bằng số mol của oxy trong oxit kim loại đã tham gia phản ứng. Và cái nhận xét thứ ba mà các bạn cần phải lưu ý, đấy là gì? Khối lượng của oxit kim loại. Khối lượng của oxit kim loại thì chúng ta nhìn vào cái phân tử oxit kim loại chúng ta thấy là gì? Khối lượng oxit kim loại nó chính là bằng khối lượng của kim loại M mà cộng khối lượng oxy, cho nó chính là bằng gì? Khối lượng, ở đây tôi viết tắt là khối lượng của kim loại M cộng với khối lượng của oxy, có đúng không? Như vậy nếu như chúng ta tính được khối lượng của kim loại thoát ra và tính được khối lượng của oxy trong phân tử oxit thì chúng ta tính được toàn bộ khối lượng của cái oxit kim loại. Cái nhận xét thứ tư đấy là các cái kim loại mà viết chung là M đấy, muốn bị khử bởi khí CO và hydro thì cái oxit kim loại đó, thì cái kim loại đó bản thân nó phải là đứng đằng sau nhôm, đứng sau nhôm. Thế cho nên nếu như một cái hỗn hợp oxit kim loại mà trong đó có những kim loại như là kiềm, kiềm thổ là những kim loại đứng trước nhôm thì chúng ta biết là nó không bị khử bởi khí CO và hydro. Cho cái điều này hết sức là lưu ý trong cái quá trình làm bài tập. Để minh họa cho cái dạng bài toán nhất thì chúng ta đi vào cái bài tập đầu tiên như sau. Bài tập số 1. Là khử 1,6 gram sắt 2 oxit. Khử 1,6 gram Fe2O3. Bằng khí CO dư. Bằng khí CO, chúng ta lưu ý là người ta cho dư. Hỗn hợp khí thu được cho đi qua nước vôi trong dư. Thì thu được là 3 gram kết tủa. Đây là được 3 gram kết tủa. Và yêu cầu bài toán là tính phần trăm Fe2O3 đã bị khử và thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính phần trăm của Fe2O3 đã bị khử. Và thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn của khí CO đã rồi. Và thể tích khí CO đã rồi ở điều kiện tiêu chuẩn. Và người ta cho các cái đáp án như sau. Đáp án A là 100%. Và thể tích là 0,224 lít. Đáp án B là 100%. Và thể tích là 0,672 lít. Đáp án C là 80%. Thể tích là 0,448 lít. Và đáp án D là 75%. Thể tích là 0,672 lít.
Thế như ở trên thì thầy đã giới thiệu ấy, với cái bài toán như thế này ấy, thì trước hết là chúng ta đi sơ đồ hóa hay là tóm tắt cái bài toán. Thì ở đây thầy có thể sơ đồ cái bài toán này như sau. Thứ nhất là người ta có 1,6 gram Fe2O3 và được khử bởi khí CO dư. Thì chúng ta biết là sản phẩm nó sinh ra là gồm có gì? Gồm có sắt, kim loại, đúng không ạ? Và khí CO2. Thế mà người ta nói rằng là gì? Cái hỗn hợp khí thu được. Thế vậy thì khí thu được ở đây là gì? Gồm có CO2 tạo ra và CO còn dư, đúng không ạ? Hỗn hợp khí này ấy, người ta cho đi qua nước vôi trong dư. Thì nước vôi trong dư ở đây ấy, là CaOH 2 lần. Thế thì hỗn hợp khí này khi đi qua nước vôi trong dư thì chúng ta biết là chỉ có CO2 là hấp thụ và nó sinh ra kết tủa là canxi carbonat. Canxi carbonat. Và bài toán cho là gì? Thu được 3 gram kết tủa. Điều đó chứng tỏ là gì? Số mol của canxi carbonat đây là 0,03 mol. Đấy, cho nên khi người ta cho khối lượng thì các em nên đổi ngay ra số mol và chúng ta ghi ngay bên cạnh sơ đồ như thế. Thế vậy thì bài toán cho gì hỏi gì? Thì cho là những cái dữ kiện, nhất là khối lượng của sắt oxit này và khối lượng chất kết tủa sau phản ứng. Thế hỏi gì? Ở đây người ta hỏi là phần trăm của sắt oxit đã tham gia phản ứng và gì? Khí CO đã tham gia phản ứng, đúng không ạ? Hay nói khác là khí CO đã dùng để khử Fe2O3. Thế vậy thì cái muốn tính được, thứ nhất là chúng ta phải xem là vậy thì cái Fe2O3 là nó phản ứng là bao nhiêu, thì sau đó em chia cho khối lượng ban đầu thì mới ra được cái phần trăm, có đúng không ạ? Và cái thứ hai là muốn biết được, muốn tính được thể tích khí CO thì chúng ta phải gì? Đi tính được số mol của CO đã tham gia phản ứng là bao nhiêu. Thế thì các bạn theo cái định luật bảo toàn về khối lượng ấy, thì chúng ta nhìn vào sơ đồ này chúng ta thấy ngay này, toàn bộ cái khí CO mà tham gia phản ứng thì nó tạo ra là toàn bộ ở CO2, và khí CO2 này ấy, khi đi qua nước vôi trong thì cũng tạo ra canxi carbonat. Có nghĩa là gì? Số mol của CO tham gia phản ứng bằng số mol CO2 và bằng số mol của canxi carbonat. Như vậy chúng ta có thể suy ra ngay được là gì? Số mol của CO đã phản ứng là bằng số mol của CO2 và bằng số mol của canxi carbonat kết tủa, và đây là bằng 0,03 mol. Như vậy các bạn có thể tính được ngay là gì? V của CO chính là bằng 0,03 nhân với 22,4 ở điều kiện tiêu chuẩn, tức là chúng ta được là 0,672 lít. Tức là cái câu hỏi thứ hai là phần trăm sắt oxit đã tham gia phản ứng là bao nhiêu. Thế thì chúng ta có thể dựa vào cái nhận xét mà thầy vừa nêu ở trên, chúng ta có thể tính được số mol của sắt oxit đã tham gia phản ứng bằng cách là gì? Tính số mol của oxy trong sắt oxit, đúng không ạ? Thế ở đây ý, thì chúng ta biết là số mol của oxy trong oxit chính là bằng số mol của CO, mà số mol CO chúng ta đã biết, thì như vậy thì chúng ta sẽ có là gì? Số mol của oxy trong oxit thì cũng chính là bằng 0,03 mol. Thế mà số mol của gì? Fe2O3 thì nó lại bằng 1/3 số mol của oxy trong oxit, bởi vì cái toàn bộ cái Fe2O3 thì nó ba nguyên tố oxy, cho nên là số mol của cả cái phân tử Fe2O3 là bằng 1/3 số mol của oxy. Như vậy thì chúng ta có thể tính ngay được là số mol của Fe2O3 là bằng 0,01 mol, 0,01. Mà khối lượng phân tử của Fe2O3 là 160, nên các bạn nhân với 0,01 thì ra được 1,6 gram. Như vậy khối lượng của Fe2O3 đã phản ứng là 1,6 gram, tức là bằng toàn bộ khối lượng ban đầu. Và như vậy thì tức là gì? Cái phần trăm của Fe2O3 đã tham gia phản ứng là 100%, đúng không nào? Cái đấy các bạn có thể dễ dàng tính ra được, không cần phải viết ở đây. Và như vậy chúng ta
nhìn bốn đáp án thì chúng ta có thể biết đấy chính là đáp án B, đúng không ạ? Thế thì khi thầy trình bày ra nó có thể là hơi dài một chút, nhưng các em khi đã thành thói quen rồi, các em có nâng được kỹ năng giải bài tập mình lên thì các em làm sẽ rất nhanh và chúng ta có thể nhìn ngay được đáp án. Và cái lưu ý thứ hai như thế này, thông thường khi người ta cho khí CO dư ấy, thì bao giờ cái oxit sắt cũng là phản ứng hết. Cho nên là kinh nghiệm đi làm bài các em lưu ý là khi chúng ta tính ra được thể tích của CO rồi ấy, thì chúng ta biết là nó bằng 0.672 lít, mà CO ở đây dư thì chắc chắn F2O3 đã phản hết, tức là 100%. Còn ta quanh luôn đáp án B chứ không cần phải tính cái phần trăm của F2O3 nữa. Là như thế nó tiết kiệm thời gian và rất là nhanh, đúng không? Chúng ta sang cái bài tập số 2, là cái bài tập người ta dùng khí CO để khử hoàn toàn m gam FeXOY. Và cái khí sinh ra ấy, thì cũng đi cho đi qua dung dịch là bari hydroxit, và người ta thu được là 0.5 mol kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn FeXOY bằng dung dịch HCl dư rồi khô cạn thì được 16.95 gam muối. Và yêu cầu bài toán là giá trị của M và công thức của oxit là, ở đây người ta cho 4 đáp án. Đáp án thứ nhất là 8.7 và oxit là Fe2O3. Đáp án B là 8.7 và Fe3O4. Đáp án C là 15.6 và Fe3O4. Và đáp án cuối cùng, đáp án D là 14.5 và oxit là FeO. Thế vậy nhìn cái bài toán này thì chúng ta cũng thấy là nó thuộc cái dạng thứ nhất mà thầy đã giới thiệu. Thế vậy thì để làm một cách nhanh nhất thì trước hết là các em hãy lập sơ đồ hóa cái bài toán ra. Thế vậy chúng ta sơ đồ bài toán như sau. Thứ nhất là m gam FeXOY thì khử bằng khí CO thì cũng thu được là gì? Thứ nhất là kim loại hay là chất rắn. Cái thứ hai là hỗn hợp khí CO và CO2, ở đây là CO còn dư, đúng không? Thế mà người ta cho toàn bộ cái hỗn hợp khí này đi qua dung dịch bari hydroxit thì thu được là 0.15 mol kết tủa. Thì kết tủa ở đây chính là bari carbonat. Bari carbonat. Thế vậy các em nhìn vào sơ đồ này, các em thấy là gì? Người ta đã cho được là 0.15 mol kết tủa, điều đó chứng tỏ là chúng ta tính ngay được số mol của CO đã tham gia phản ứng. Cũng trong cái bài tập này thì cái thí nghiệm thứ hai là người ta cho cái FeXOY đi qua cái dung dịch HCl dư thì chúng ta biết là cái hỗn hợp FeXOY đi qua dung dịch HCl dư thì cái muối thu được ấy, thì các em nên viết ở cái dạng là FeXCl2Y. Thế thì thông thường các bạn ấy là được các thầy dạy là chúng ta viết là FeXCl2Y trên X, đúng không? Thế nhưng mà trong các cái bài tập như thế này, đặc biệt là giải bài toán trắc nghiệm, thì các em nên viết là FeXOY, Cl2Y, để chúng ta lát nữa quy đổi và tính toán số mol nó nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Thế mà chúng ta thấy là người ta cho biết là sau khi khô cạn thì thu được 16.95 gram muối. Thì đây là 16.95 gram này. 16.95 gram muối thì nó chính là muối FeXCl2Y, đúng không nào? Thế vậy thì nhìn vào hai cái thí nghiệm của bài toán, đây tôi tạm gọi là thí nghiệm 1 và đây là thí nghiệm 2. Và nhìn vào cái người ta hỏi, ở đây hỏi cái gì? Hỏi giá trị M và hỏi cái công thức của oxit sắt. Thế vậy giá trị M chính là khối lượng của FeXOY, và muốn biết được công thức oxit sắt thì chúng ta phải tính được cái tỷ số X chia Y, hay nói khác là phải tính được khối lượng của sắt và khối lượng của oxy, đúng không nào? Thế vậy từ cái thí nghiệm 1 ấy, từ thí nghiệm 1 này, thì thầy mới đi phân tích cho các em là gì? Chúng ta biết là số mol của oxy trong oxit, số mol của oxy trong oxit thì bằng số mol của CO phản ứng, và chính là bằng
số mol của CO2 và bằng số mol của khí tủa, tức là bari carbonate. Và đây người ta đã tính sẵn cho chúng ta là 0,15 mol. Như thế các em không phải tính số mol nữa và rất nhanh. Thế ở đây thầy viết ra để các em dễ hình dung. Thế còn sau này khi mà chúng ta đã có kỹ năng rồi, chúng ta chỉ cần viết ngay là NOC trong oxit là bằng luôn 0,15 mol thì các em đỡ phải mất thời gian viết dài dòng. Thế cái thứ hai là gì? Ở cái thí nghiệm thứ hai thì người ta lại cho cái khối lượng của muối sinh ra. Cho nên chúng ta phải đi tính được cái gì? Chúng ta phải đi tính được cái số mol của cái clo trong này. Thế vậy các bạn biết là gì? Ở hai cái thí nghiệm này thì cái khối lượng của oxit sắt đều là như nhau, tức là đều là m gam cả, đúng không ạ? Thì tức là số mol của oxit sắt ở cả hai thí nghiệm này là như nhau, đúng không ạ? Thế vậy thì số mol của oxy trong oxit sắt này nó cũng là 0,15 mol, đúng không ạ? Thế và chúng ta nhìn vào cái sơ đồ thứ hai đây này, thì chúng ta biết là một nguyên tử oxy được thay thế bởi hai nguyên tử clo. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Số mol của clo ở đây bằng hai lần số mol của oxy trong oxy sắt. Cho nên chúng ta có ngay được là gì? Số mol của clo là bằng hai lần số mol của oxy và chính là bằng 0,3 mol. Rất là nhanh chóng, dễ dàng, đúng không nào? Và chúng ta biết là gì? Khối lượng của muối này thì bằng tổng khối lượng của sắt cộng với khối lượng của clo. Cho nên chúng ta có được phương trình là gì? 16,95 là khối lượng của muối thì bằng khối lượng của sắt cộng với khối lượng của clo. Thế mà clo chúng ta đã biết số mol ở trên rồi thì chúng ta dễ dàng tính được khối lượng của sắt. Từ đây dễ dàng tính được khối lượng của sắt chính là bằng 16,95 trừ đi khối lượng clo là 35,5 nhân với số mol của nó là 0,3 mol. Và chúng ta tính toán thì chúng ta ra được cái đáp số ở đây thì chính là khối lượng của kim loại sắt các bạn tính được là 6,3 gam. Như vậy chúng ta biết là cái sắt ở trong cái muối đây này thì nó cũng chính là sắt ở trong oxit, toàn bộ sắt trong oxit, bởi vì cái HCl ở đây người ta lấy là lấy dư, có đúng không ạ? Thế như vậy thì chúng ta đã biết được khối lượng của sắt và biết được khối lượng của oxy, cho nên chúng ta tính được khối lượng của oxy sắt. Như vậy chúng ta có ngay được là M chính là bằng khối lượng của sắt cộng khối lượng của oxy, và đây chính là bằng 6,3 cộng 16 nhân số mol của oxy. Ở đây các bạn vừa tính ở trên là 0,15. Và kết quả bấm máy tính thì chúng ta ra được là M ở đây chính là bằng 8,7 gam. Rất nhanh chóng và dễ dàng, đúng không ạ? Thế và thứ hai là chúng ta phải đi tính xem là cái tỷ lệ X chia Y nó bằng bao nhiêu, thì từ đó chúng ta biết được cái oxit sắt mà chúng ta cần tìm nó là công thức nào. Thế vậy chúng ta có cái tỷ lệ là X trên Y thì chính là bằng gì? Bằng số mol của sắt mà chia cho số mol của oxy. Thế số mol của sắt thì sắt các em đã tính được khối lượng là 6,3 gam, các em chia cho 56 thì ra được số mol của sắt. Thì ở đây chúng ta bấm máy tính, chúng ta có được số mol của sắt là 0,1125. Thế và số mol của oxy các bạn đã tính ở trên là 0,15. Thì chúng ta ra được cái tỷ số này là 3/4. Như vậy cái oxit sắt ở đây là Fe3O4. Và chúng ta biết cái đáp án đây chính là đáp án B. Như vậy qua cái bài tập này chúng ta thấy là gì? Cho dù đấy là một oxit sắt hay là hỗn hợp oxit của sắt thì cái việc sơ đồ hóa bài toán và tuân thủ theo các bước và áp dụng các cái định luật bảo toàn, chúng ta tính toán rất nhanh được những cái yêu cầu bài toán như là khối lượng
như là oxy sắt, hay có một số bài toán có thể yêu cầu tính thêm là thể tích, vân vân. Chúng ta sang bài tập số 3 như thế này. Khử hoàn toàn mờ gam hỗn hợp các oxit bằng khí CO dư được chất rắn X và khí Y. Hòa tan hết X bằng HCl dư thì được 7,62 gam chất rắn khang. Và toàn bộ Y thì hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thì được là 8 gam kết tủa. Và yêu cầu bài toán là tìm giá trị M. Và đây người ta cho 4 cái đáp số tương ứng. Vậy ở cái bài toán này thì thầy muốn nhấn mạnh với các em là gì? Tức là người ta đã nâng cấp từ một oxit lên thành hỗn hợp các oxit, tức là tính chất phức tạp của bài toán đã được tăng dần. Thế tuy nhiên ấy, bằng cách lập hồ sơ và mối quan hệ giữa chất cho và chất nhận, hay nói khác là mối quan hệ giữa những cái chất mà tham gia phản ứng và chất tạo thành sau phản ứng, thì chúng ta có thể tính toán được cái kết quả bài toán một cách nhanh chóng mà không cần phải viết các cái phương trình ra. Thì trước hết là các em đi lập cái sơ đồ bài toán như sau. Là ta có hỗn hợp FeO, Fe2O3 và FeXOY. Thì hỗn hợp này người ta khử bằng khí CO. Và lưu ý ở đây là khí này là người ta lấy dư, đúng không nào? Thì thu được chất rắn X gì? Chất rắn X ở đây là sắt. Bởi vì toàn bộ cái hỗn hợp oxit này khi bị khử bởi CO dư thì thuộc là chất rắn là X, là sắt. Thế và khí Y ở đây thì nó là cái gì? Khí Y chúng ta biết ở đây chính là khí CO2 và CO còn dư. Thế và hỗn hợp khí này thì người ta cho đi qua nước vôi trong dư, đúng không? Tức là CaOH 2 lần thì thu được kết tủa là canxi carbonat. Ở đây người ta cho khối lượng kết tủa là 8 gam. Thì các em có thể đổi ngay ra số mol của chất kết tủa là 0,08 mol. Đấy, chúng ta ghi luôn vào sơ đồ để cho nó dễ nhớ. Thế còn cái chất rắn X gì thì người ta hòa tan vào dung dịch HCl dư thì được là 7,62 gam chất rắn khang, tức là 7,62 gam. Và chất rắn ở đây chính là FeCl2, có đúng nào? Thế vậy thì nhìn vào cái sơ đồ này ấy, thì theo cái phân tích qua hai bài tập ở trên thì chúng ta có thể dễ dàng suy ngay ra được là gì? Số mol của CO phản ứng thì chính là bằng số mol của chất kết tủa được tạo ra, mà số mol đó chính là số mol của oxy trong cái hỗn hợp oxit kim loại. Thế vậy thì ta suy ra ngay được là số mol của oxy chính là bằng 0,08 mol. 0,08 mol. Thế để tính được M thì chúng ta phải đi tính được cái số mol của sắt. Thế vậy chúng ta nhìn vào cái nhánh thứ nhất của bài toán, chúng ta thấy là gì? Toàn bộ sắt ở trong hỗn hợp oxit này sau khi bị khử thì ra được sắt. Và toàn bộ sắt này sau khi hòa tan dung dịch HCl dư thì cái sắt đó đi vào cái muối, ở đây là muối FeCl2. Cho nên chúng ta có ngay được là gì? Số mol của sắt thì chính là bằng số mol của FeCl2 và bằng 7,62 và chia cho cái khối lượng của FeCl2. Ở đây chính là gì? Chúng ta thu được là 127. Thì các bạn bấm máy tính các bạn chia ra thì ra được kết quả là 0,06 mol. Như vậy bằng việc sơ đồ hóa và rất nhanh chóng chúng ta tìm được số mol của oxy và số mol của sắt. Và yêu cầu bài toán là tìm khối lượng hỗn hợp này thì chúng ta có thể tính ngay được, tức là gì? M chính bằng khối lượng của sắt cộng khối lượng của oxy thì chính là bằng 56 này nhân số mol là 0,06 cộng 16 nhân số mol của oxy là 0,08. Và chúng ta bấm máy tính thì ra được kết quả ở đây là 4,64 gam. Như vậy đáp án các bạn cần chọn chính là đáp án C, đúng không? Vậy thì thông qua một cái bài toán tưởng chừng rất là phức tạp nhưng mà chúng ta đã có kỹ năng
phân tích bằng sơ đồ và kỹ năng tính toán các số mon thì chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra được cái đáp án của bài toán. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái dạng toán thứ hai, là cái dạng thông thường ấy, thì các thầy ra đề thi các thầy sẽ hỏi là khi mà hòa tan các kim loại hoặc là hỗn hợp các kim loại vào axit hoặc hỗn hợp các axit, hay là bazơ hay là hỗn hợp các bazơ, thì chúng ta có cái dạng toán như vậy. Thì đây là hỗn hợp kim loại M, thì thầy cũng biết là kim loại M thì hòa tan trong dung dịch các axit. Thì thông thường ấy là các axit như là HCl, H2S4 loãng hay là HNO3 vân vân. Đấy, thì thông thường ba cái axit đấy là ba axit thông dụng nhất. Thế thì chúng ta biết là gì? Khi mà kim loại M hoặc là hỗn hợp kim loại M hòa tan trong các axit này thì cái sản phẩm thu được bao giờ cũng là muối và có sinh ra khí. Thế thì có thể tóm tắt cái sơ đồ tổng quát như sau. Tổng axit thì sinh ra này muối và khí. Thế thì cũng có thể là kim loại M hòa tan vào bazơ. Đúng là trên chỗ này có thể là axit hoặc bazơ. Bởi chúng ta biết là gì? Một số kim loại lưỡng tính như là nhôm hay là kẽm thì khi hòa tan vào bazơ thì nó có sinh ra phản ứng, và cái phản ứng tạo ra là gì? Bazơ tương ứng và cái khí, giải phóng khí. Thế chúng ta có cái nhận xét ở cái dạng toán thứ hai như sau. Cái nhận xét này, thứ nhất là khối lượng của kim loại M, hay là nói khác là cái số mol của kim loại M đấy, thì nó chính là bằng số mol của kim loại M ở trong muối, muối sinh ra. Có đúng không? Cái thứ hai là toàn bộ cái hiđro ở trong cái axit đấy thì nó sinh ra ở dạng khí, ví dụ như khí hiđro, hoặc là nitơ ở trong HNO3 thì sinh ra có thể là khí nitơ, khí NO hoặc NO2. Cho nên mối quan hệ giữa là gì? Số mol của hiđro thì chính là bằng số mol của khí, ở đây là khí hiđro. Thế còn số mol của nitơ thì nitơ chúng ta biết ấy, là nó nằm trong hai dạng, một là muối nitrat, hai là gọi là khí, thì nó bằng số mol của nitơ ở trong muối nitrat mà cộng số mol của nitơ ở trong khí, vân vân. Thế thì ở cái dạng bài toán như thế này ấy, thì thông thường chúng ta có cái mối quan hệ giữa các cái nguyên tố trước phản ứng và nguyên tố sau phản ứng. Thì các bạn khi bạn tìm được mối quan hệ này thì các bạn dễ dàng tính được số mol của các chất. Chúng ta đi vào cái bài tập minh họa cho cái dạng thứ hai này như sau. Bài tập số 1. Đây là cái đề thi tuyển sinh năm 2007 khối A của cái hệ cao đẳng. Cái bài toán như sau: hòa tan 3,22 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại sắt, magie và kẽm bằng một cái lượng vừa đủ của H2S4 loãng thì thu được 1,34 lít khí hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn và một cái dung dịch chứa m gam muối, và yêu cầu bài toán là cái giá trị của M là bao nhiêu. Thế và người ta cho 4 cái đáp án tương ứng. Thế vậy thì trước khi đi giải cái bài toán này thì theo cách thông thường là chúng ta sơ đồ hóa bài toán ra. Thì đây thầy sẽ sơ đồ hóa cái bài toán này như sau. Tức là ta có 3,22 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại này: sắt, magie và kẽm, hòa tan trong cái dung dịch là H2S4 loãng. Nhưng mà cái lượng ở đây người ta lấy vừa đủ. Đấy, các em phải đọc kỹ yêu cầu bài toán và các cái số liệu người ta cho. Thì thu được là 1,344 lít hiđro. 1,344 lít hiđro. Thì ở đây chúng ta đổi ngay ra số mol của hiđro. Thì ở đây chính là 0,06 mol. Thì khi các bạn sơ đồ hóa là các bạn nên đổi ngay số mol tương ứng.
để cho nó dễ nhìn và nó nhanh chóng để tính toán. Thế và thu được cái giá trị thứ hai là m gam muối. M gam muối thế thì muối đây các em không cần phải viết các cái công thức ra làm cái gì, bởi chúng ta biết là khi hòa tan vừa đủ cái khối lượng kim loại bằng H2SO4 loãng thì muối ở đây là toàn bộ kim loại và gốc SO4. Thế vậy thì để tìm được giá trị M đây này thì các bạn là gì, phải đi tìm được khối lượng của SO4. Mà khối lượng của SO4 thì chúng ta biết là gì, chúng ta có thể tính thông qua cái số mol của hydro tạo ra ở đây, bởi vì các bạn nhìn hai cái tỷ lệ tương ứng thì chúng ta có H2SO4 thì sinh ra là H2 cộng SO4 hai trừ. Thế vậy thì số mol của H2SO4 thì chính là bằng số mol của SO4 và bằng số mol của hydro, cho nên chúng ta có ngay được là gì, số mol của SO4 là bằng số mol của hydro sinh ra và bằng 0,06 mol. Đấy, nhanh chóng chúng ta có được cái điều đấy. Thế vậy thì khối lượng muối chính là tổng khối lượng kim loại cộng khối lượng của SO4. Thế mà tổng khối lượng kim loại thì người ta cho rồi, nên các bạn không cần phải tính nữa. Thế vậy thì nhanh chóng chúng ta tìm được cái giá trị là M chính là bằng khối lượng của kim loại là 3,22 gram cộng với khối lượng của SO4. Thế mà khối lượng SO4 thì chính là bằng 9,6 này nhân với 0,06. Thì các bạn bấm máy tính thì các bạn thu được kết quả ở đây chính là 8,98 gram. Và như vậy cái đáp án ở đây chính là đáp án C. Như vậy thông qua một cái bài toán với cái khối lượng các kim loại trông có vẻ rất là cồng kềnh phức tạp, nhưng bằng việc sơ đồ hóa chúng ta thu được kết quả rất là nhanh chóng. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập thứ hai là bài tập cũng về hỗn hợp kim loại hòa tan trong hỗn hợp các axit, nhưng mà cái yêu cầu của bài toán lại là tính giá trị pH, cũng là một cái kiểu hỏi trong các cái bài toán hóa học. Thế thì với cái bài toán này, đây chính là cái bài toán mà đề thi đại học cuối A năm 2007. Thế với cái bài toán như này thì thầy sẽ đi tóm tắt cái sơ đồ bài toán như sau. Nhất là ta có m gam, magie và nhôm được hòa tan trong cái hỗn hợp là axit HCl1M và axit H2SO4 0,5M, thì thu được ở đây là 5,32 lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Thế vào dung dịch Y và yêu cầu ở đây ấy, là người ta hỏi là cái giá trị pH của dung dịch Y này bằng bao nhiêu, pH là bằng bao nhiêu. Thế ở cái bài toán này thì các em lưu ý này, mặc dù người ta cho m gam cái hỗn hợp hai kim loại này, thế nhưng mà cái giá trị m ở đây nó lại không liên quan gì đến cái việc tính pH ở đây. Đấy, như vậy thì cái giá trị đây cho vào là gây nhiễu, nhưng các em không cần phải chú ý đến cái giá trị m làm gì cả. Mà cái chúng ta quan tâm là vậy thì muốn tính pH thì chúng ta phải tìm cái gì? Thì chúng ta biết là gì? Công thức tính pH là pH chính là bằng trừ log của nồng độ H cộng. Như vậy muốn tính được pH thì các em phải đi tìm nồng độ của ion H cộng. Thế mà đây hỗn hợp các cái axit này sau khi hòa tan hai kim loại, vậy thì trong dung dịch Y chính tỏ là gì? Còn có H cộng dư. Còn có H cộng dư thì ở đây chúng ta viết là H cộng dư. Như vậy theo cái định luật bảo toàn ấy thì toàn bộ cái ion H cộng trong hai axit này nó phải bằng tổng số mol của H cộng dư mà cộng số mol H cộng đi vào trong hydro, đúng không nào? Nên ta có cái công trình là gì? N tức là số mol của H cộng ban đầu chính là bằng số mol của H cộng dư, tức là trong dung dịch Y đi, cộng với số mol của H cộng mà tham gia tạo thành khí hydro. Thì ở đây số mol H cộng ban đầu thì chúng ta có thể tính được rồi, và số mol H cộng trong hydro thì chúng ta cũng tính được. Như vậy thì
theo cái mối quan hệ như này chúng ta dễ dàng tính được số mol của H cộng mà còn dư. Thế từ đây chúng ta suy ra này, như vậy số mol của H cộng dư chính là bằng số mol của H cộng ban đầu. Thì số mol H cộng ban đầu các bạn để ý này, nó gồm có số mol H cộng trong HCl. Thì số mol H cộng trong HCl chính bằng số mol của HCl, cho nên là nó bằng 1 nhân với thể tích là 0.25 cộng với số mol của H cộng trong cái phân tử axit H2S4. Thì H2S4 nó có 2 hydro, cho nên là số mol H cộng nó gấp đôi số mol của H2S4, cho nên nó chính là bằng gì? 2 lần số mol H2S4 là 0.5 nhân 0.25, mà trừ đi cái số mol của H cộng trong hydro, tức là gì? Số mol H cộng trong hydro thì bằng 2 lần số mol của hydro, tức là bằng 2 lần 5.32 chia cho 22.4 là số mol của hydro. Thế và bấm máy tính thì các bạn tính ra được là số mol của H cộng dư ở đây thì chính là bằng 0.025 mol. Thế và bài toán nói là gì? Thể tích của dung dịch không thay đổi, có nghĩa là ban đầu là 250 ml thì dung dịch Y cũng là 250 ml. Như vậy chúng ta dễ dàng tính được cái nồng độ của H cộng là bằng 0.025 và chia cho 0.25, tức là bằng 0.1 m, hay chính là bằng 10 mũ trừ 1 m. Như vậy thay vào công thức tính pH thì các bạn dễ dàng tìm ra được là pH chính là bằng 1. Và đây chính là cái đáp án thứ nhất, đáp án A. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập số 3. Thì đây chính là cái câu số 27 trong đề thi mã đề 296 năm 2012, đề thi khối A. Thì cái câu này bài toán cho như sau: hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm có magie và kẽm vào một lượng vừa đủ dung dịch H2S4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít hydro điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X. Thế và yêu cầu bài toán chính là gì? Người ta hỏi khối lượng muối trong dung dịch X sau khi khô cạn là bao nhiêu, và đáp án cho 4 cái đáp án tương ứng. Thế thì với cái bài toán như thế này thì trước hết là các em đi lập cái sơ đồ của bài toán như sau. Tức là ta có 2,43 gam gồm có magie này và kẽm được hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch H2S4 loãng, thì thu được thứ nhất là khí hydro có thể tích là 1,12 lít và dung dịch XY và dung dịch XY. Trước hết là chúng ta đi đổi cái số mol của hydro ra thì đây chính là 0,05 mol. 0,05 mol. Thế mà yêu cầu người ta hỏi là khối lượng muối sau khi khô cạn dung dịch XY này là bằng bao nhiêu. Thế vậy để phân tích cái bài toán này thì cũng giống như những cái bài toán trên, thì các bạn thấy là gì? Sau khi hòa tan hỗn hợp hai kim loại bằng axit này vừa đủ thì cái muối này nó gồm là gì? Gồm các cái kim loại này và gì? Kết hợp với ion SO42 trừ. Đấy, như vậy muốn tính được khối lượng của muối trong dung dịch X thì chúng ta phải đi tính khối lượng của SO4, đúng không nào? Bởi vì khối lượng của hỗn hợp kim loại thì chúng ta đã biết rồi. Thế mà khối lượng của SO4 muốn tính thì chúng ta phải đi tính thông qua số mol của hydro. Thế vậy ở đây chúng ta có cái gì? Thứ nhất là gì? Số mol của SO4 chính là bằng số mol của H2SO4 và bằng số mol của hydro sinh ra. Thì các bạn nhanh chóng tính được là 0,05 mol. Thế và vậy, chính vì vậy thì chúng ta dễ dàng tính được khối lượng của muối chính là bằng khối lượng của hỗn hợp kim loại cộng với khối lượng của SO4 2 trừ. Thế mà khối lượng của hỗn hợp kim loại thì ở đây người ta đã cho là 2,43 gam cộng với khối lượng của muối của gốc sunfat chính là 96 nhân 0,05,
Thì sau khi bấm máy tính thì các bạn ra kết quả là 7,23 gram. Như vậy trong các cái bài toán khi hòa tan hỗn hợp các cái axit các cái kim loại vào hỗn hợp các axit hoặc là axit, thì chúng ta đều thấy một cái điều rằng là gì? Tất cả những cái kim loại đấy là nó đều đi vào muối, đúng không ạ? Và cái ion âm tức là anion SO4 hoặc là clo trừ thì cũng đi vào muối. Còn muốn tính khối lượng muối thì bằng việc chúng ta chỉ cần đi tìm khối lượng của anion gốc axit, thì sau đó cộng với khối lượng của hỗn hợp kim loại thì ra được khối lượng của muối. Thì đây là những cái dạng bài toán điển hình mà trong các cái năm vừa qua thì các cái đề thi tuyển sinh đại học rất hay đề cập đến. Còn bằng những kỹ năng cộng với kiến thức mà các em có được ấy, thì các em có thể nhanh chóng tìm ra đáp án chính xác của cái bài toán. Bây giờ chúng ta sang cái dạng bài toán thứ ba mà chúng ta cũng rất hay gặp trong các cái đề thi tuyển sinh đại học. Đấy là cái dạng bài tập là người ta hòa tan kim loại hoặc là hỗn hợp kim loại hay là các cái oxit kim loại vào nước, và cái sản phẩm sinh ra ở đây chính là bazơ và có giải phóng khí hydro đối với các cái kim loại. Thế thì với cái dạng bài toán này thì chúng ta có những nhận xét như sau. Cái nhận xét thứ nhất đấy chính là gì? Cái phân tử nước mà tham gia phản ứng đấy thì bao giờ chúng ta cũng nên viết cái dạng phân ly là như thế này cho tôi. Thì chúng ta bao giờ cũng có cái mối quan hệ là nước thì sinh ra 1/2 hydro, và các bạn thường là viết H cộng ấy, cộng với OH trừ. Thế và ở đây ấy, thì nếu như bài toán mà cho biết số mol của hydro hoặc là thể tích của hydro thì chúng ta dễ dàng quy đổi ra số mol, thì các bạn dễ dàng tính được số mol của OH trừ hay là số mol của nước tham gia phản ứng, đúng không nào? Cái thứ hai là khối lượng của bazơ. Khối lượng của bazơ thì bao giờ cũng bằng khối lượng của các kim loại mà cộng khối lượng của OH trừ. Như vậy khi mà các bạn đã biết được khối lượng của hỗn hợp kim loại mà người ta hỏi là khối lượng của bazơ, các cái bazơ khan ấy, thì chúng ta chỉ cần đi tìm số mol của OH trừ và thay vào cái mối quan hệ này, chúng ta sẽ dễ dàng tính được khối lượng của bazơ. Thì đây là những cái bài toán, đây là cái dạng toán mà hết sức điển hình trong những cái năm gần đây. Thế thì để minh họa cho cái dạng này thì chúng ta đi vào cái bài tập thứ nhất. Thì bài tập này cho như sau: cho một mẩu hợp kim gồm natri và bari tác dụng với nước dư, em lưu ý là nước dư nhé, thì được dung dịch xì và 3,36 lít hydro điều kiện tiêu chuẩn. Thì đây người ta hỏi là cái thể tích H2S42M cần dùng để trung hòa hết cái dung dịch là bao nhiêu. Thì đây người ta cho bốn cái đáp án là 60 ml, 30, 75 và 150 ml. Với cái bài tập này thì trước hết là các em cũng đi sơ đồ hóa cái bài toán ra để chúng ta nhìn được cái mối quan hệ giữa cái trước và cái sau. Thì đây chúng ta có hỗn hợp gồm có natri này và bari đem hòa tan vào nước dư thì thu được cái thứ nhất là 3,36 lít hydro. Thì chúng ta đổi ra thì chúng ta sẽ được là 0,15 mol hydro này. Và cái thứ hai là dung dịch xì. Dung dịch xì. Thế sau đó là gì? Người ta hỏi là cái thể tích H2SO4 cần để trung hòa hết dung dịch là bao nhiêu. Thế các bạn biết ở đây, dung dịch ở đây khi mà hòa tan hỗn hợp kim loại kiềm và kiềm thỏ thì đương nhiên dung dịch là có chứa ion OH trừ. Nên chúng ta không cần biết cái dung dịch là gồm những cái bazơ nào, mà chỉ cần quan tâm tới cái ion OH trừ thôi. Thế và cái dung dịch này được hòa tan trong cái H2SO4. Và đây là 2M. Thì thu được cái sản phẩm đây là nước và các cái muối tương ứng, đúng không nào? Nhưng mà cái về sau ta không cần quan tâm. Mà cái quan tâm người ta hỏi là cái thể tích của cái H2SO4 đây là bao nhiêu, đúng không nào? Tức là cái người ta hỏi. Sau khi đã có cái sơ đồ bài toán ấy thì chúng ta đi tìm mối quan hệ giữa số mol của OH trừ và số mol của nước. Và số mol nước đây chúng ta biết ấy là nó có mối quan hệ với số mol của hydro. Như theo cái sơ đồ thầy đã phân tích ở trên ấy thì chúng ta biết là số mol của OH trừ thì bằng 2 lần số mol của hydro, đúng không nào?
Cho nên vậy thì từ cái sơ đồ bài toán này chúng ta có thể dễ dàng suy được là gì? Số mol của OH trừ mà trong dung dịch x thì chính là bằng 2 lần số mol của hydro, tức là bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Thế mà để trung hòa hết cái lượng OH trừ ở trong dung dịch x thì chúng ta cần một cái lượng H cộng vừa đủ. Thế có nghĩa là gì? Số mol của H cộng thì chính là bằng số mol của OH trừ. Thế mà nhìn vào cái phân tử H2SO4 thì chúng ta biết là số mol của H2SO4 thì lại bằng 2 lần số mol H cộng. Cho nên là gì? Số mol của H2SO4 thì bằng 1/2 lần số mol của H cộng. Cho nên là chúng ta dễ dàng có được là gì? Số mol của H2SO4 chính là bằng 1/2 số mol của H cộng. Mà số mol của H cộng thì bằng số mol của H trừ. Cho nên đây chính là bằng 0,15 mol. Như vậy cái thể tích của H2SO4 thì chúng ta dễ dàng suy được, bởi vì chúng ta đã có được gì? Số mol này, có được nồng độ thì chúng ta suy được ngay thể tích là gì? Thì bằng N trên CM thì chính là bằng 0,15 mol mà chia cho nồng độ là 2, tức là bằng 75 ml. Vậy thì cái đáp án của chúng ta ở đây chính là đáp án C. Bây giờ chúng ta sang cái bài tập số 2. Thì ở cái bài tập này thì người ta cho như sau: cho m gam hỗn hợp 3 kim loại gồm kali, natri và bari vào nước thì được 500 ml dung dịch xì. Và đây người ta cho cái giá trị pH của dung dịch xì là bằng 13 và V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Thế cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 9,15 gam chất rắn khang. Và cái bài toán hỏi là giá trị của V và M là bao nhiêu, thì người ta cho 4 cái đáp án tương ứng. Thế vậy ở cái bài toán này thì trước hết là chúng ta cũng đi lập cái sơ đồ như sau: là kali này, natri và bari. Ở đây gồm có M ga. Thế hòa tan vào nước thì như chúng ta đã biết đấy, thì thứ nhất là nó giải phóng khí hydro. Và đây cái hydro này người ta cần hỏi là cái thể tích bằng bao nhiêu. Cái thứ hai là dung dịch xì. Dung dịch x. Ở đây người ta cho giá trị pH là bằng 13. Thế là sau khi cô cạn dung dịch x thì thu được 9,15 gam chất rắn khác. M chất rắn là bằng 9,15 gam. Thì cái chất rắn khang này nó là cái gì? Thì các em biết là hỗn hợp các kim loại này sau khi hòa tan vào nước thì chúng ta thu được nó chính là MOH N lần. Tức là tôi viết chung cho cả ba kim loại với N là hóa trị của kim loại M. Thế vậy thì với cái sơ đồ của bài toán đã đặt ra như thế này thì chúng ta xem là vậy thì cái người ta cần hỏi là hydro, là thể tích của hydro. Vậy thì muốn tìm được thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn thì chúng ta phải đi tìm được số mol của hydro. Mà số mol hydro thì nó có quan hệ số mol của nước, và số mol của nước thì lại có quan hệ với số mol của OH trừ. Thế như vậy thì ở cái dung dịch x người ta cho pH đây thì chúng ta đi tìm được cái số mol của OH trừ. Thế như vậy thì chúng ta có được cái điều như sau: từ pH bằng 13 này thì chúng ta suy được là gì? Nồng độ H cộng là bằng 10 mũ trừ 13. Cái này các em phải lưu ý công thức. Thế tính được nồng độ H cộng thì chúng ta suy ra nồng độ OH trừ như thế nào? Thì chúng ta có cái mối quan hệ là gì? Tích giữa nồng độ H cộng và nồng độ OH trừ thì bằng 10 mũ trừ 14. Như vậy từ đây dễ dàng suy được nồng độ OH trừ là bằng 10 mũ trừ 14 chia cho nồng độ H cộng, tức là 10 mũ trừ 13 thì là bằng 10 mũ trừ 1, tức là bằng 0,1 m. Biết được cái nồng độ của OH trừ thì chúng ta dễ dàng suy được số mol của OH trừ. Ở đây người ta cho thể tích của dung x là 500 ml thì số mol của OH trừ chính là bằng 0,1 nhân với 0,5, tức là bằng 0,05 mol.
Như vậy thì dễ dàng suy được số mol của hydro. Bởi vì số mol của hydro ấy thì bằng 1/2 số mol của OH trừ theo cái quan hệ mà thầy đã phân tích cho các em ở trên, thì chính là bằng 0,025 mol. Và như vậy thì chúng ta dễ dàng tìm được giá trị thể tích của hydro. V chính là bằng 0,025 nhân với 22,4. Thì các bạn bấm máy tính thì chúng ta thu được kết quả ở đây chính là 0,56 lít. Cái giá trị thứ hai của bài toán hỏi đấy chính là khối lượng m của hỗn hợp các kim loại. Thì chúng ta biết là theo cái sơ đồ này ấy, thì hỗn hợp các kim loại này nó đi về đâu? Chính là nó đi vào các cái bazơ của trong dung dịch xỉ. Thế mà người ta cho tổng khối lượng của các bazơ đây rồi, thì chúng ta chỉ cần là gì? Muốn tính khối lượng kim loại m, hỗn hợp kim loại m, thì chúng ta chỉ cần tính khối lượng của OH trừ và lấy khối lượng của tổng trừ đi khối lượng OH trừ là ra được khối lượng kim loại m. Như vậy chúng ta có mối quan hệ là gì? M chính là bằng 9,15 trừ đi khối lượng của OH trừ. Mà số mol của OH trừ thì chúng ta đã tính được rồi, cho nên chúng ta dễ dàng tính được là gì? Bằng 9,15 trừ đi 17 nhân với số mol của OH trừ ở đây là 0,05. Và bấm máy tính thì chúng ta thu được kết quả ở đây là 8,3 gam. Như vậy với cái bài toán mà hỗn hợp các kim loại hòa tan vào nước ấy, thì các em thấy là cái độ phức tạp nó tăng lên. Nhưng mà tuy nhiên bằng việc sơ đồ hóa thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra được cái mối quan hệ giữa các cái chất với nhau, và từ đó tính được các cái giá trị như là thể tích, như là khối lượng theo yêu cầu bài toán mà không cần phải mất quá nhiều thời gian. Chúng ta sang cái bài tập số 3. Đây là một cái câu hỏi trong đề thi tuyển sinh năm 2012 vừa rồi. Mã đề là 296 và câu là câu 28. Thì cái nội dung câu hỏi như sau này: hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm có 2 oxit kim loại vào nước thì thu được dung dịch X trong suốt, và sau đó thêm từ từ dung dịch HCl1M vào dung dịch X. Thì người ta thấy là khi hết 100ml thì bắt đầu có xuất hiện kết tủa, thế còn khi hết 300ml hoặc 700ml thì đều thu được A gam kết tủa. Và yêu cầu bài toán là giá trị của A và M là bao nhiêu. Thế thì đây là một cái câu hỏi khá hay và cũng là phức tạp. Bởi vì nếu như các em chưa có kinh nghiệm thì nhìn vào bài toán này chúng ta sẽ cảm thấy rối. Rối ở chỗ nào? Ở cái chỗ là tại sao khi mà hết 300ml hoặc là 700ml thì cái dạng câu hỏi kiểu như này là thông thường là chưa có. Thế nhưng mà nếu như bằng cái phương pháp sơ đồ hóa bài toán ra thì các em thấy là bài toán này hoàn toàn có thể đơn giản hóa đi rất nhiều. Thế trước hết chúng ta đi vào sơ đồ hóa cái bài toán này như sau. Chúng ta có oxit hỗn hợp các oxit là N2O và Al2O3. Khi hòa tan vào nước thì các bạn biết là gì? Đầu tiên ấy, là cái N2O nó bị hòa tan, chứ còn cái Al2O3 là chưa bị hòa tan, đúng không? Thì chúng ta sơ đồ, chúng ta phải sơ đồ như này. Tức là hòa tan vào nước thì chỉ có natri oxit thì tạo ra được NaOH, tức là natri hydroxit. Thì chính cái phần tử mới được tạo ra đây nó mới hòa tan được cái nhôm oxit, tức là gì? Cái đối tượng này hòa tan nhôm oxit, có đúng không? Thì thu được cái gì? Thì chúng ta thấy là gì? Ở đây người ta nói là dung dịch trong suốt. Dung dịch trong suốt thì vậy thì ở đây nó sẽ tạo ra, khi mà hòa tan nhôm oxit vào NaOH thì sẽ tạo ra này NaAlOH 4 lần. Tức là chúng ta thu được một cái phức như này. Thế ngoài ra ấy, thì còn có thể là gì? NaOH là dư. NaOH dư. Thế thì có dư hay không ấy, thì cái lát nữa đằng sau chúng ta sẽ chứng minh. Thế sau đó tiếp tục cái dung dịch thu được đây ấy, đây chính là dung dịch X. Từ X thì người ta hòa tan hay là cho phản ứng với dung dịch HCl với nồng độ ở đây là 1M
thì người ta thấy rằng khi hết 100 ml, hết 100 ml thì mới bắt đầu xuất hiện kết tủa. Điều này có nghĩa là gì? Các em phải hiểu là khi hòa tan vào hết 100 ml ấy, mới xuất hiện kết tủa. Điều đó chứng tỏ là trong dung dịch có NaOH dư, và cái 100 ml của HCl hòa tan vào X đây chính là dùng để trung hòa NaOH dư. Đấy, như vậy thì dung dịch sau khi hòa tan 100 ml thì còn lại là NaAlOH 4 lần. Đấy. Thì lúc này người ta tiếp tục hòa tan thêm là gì? 300 ml HCl 1M. Thì đều thu được argam kết tủa. Thế thì 300 ml đấy thì chứng tỏ là gì? 100 đã dùng để hòa tan cái NaOH này rồi, thì còn lại chỗ này là 200 ml dùng để mà hòa tan cái NaAlOH 4 lần. Thì thu được kết tủa ở đây chính là gì? Các em biết kết tủa ở đây chính là nhôm hydroxit 3 lần kết tủa. Thế mà chỗ này là hết 200 ml. Thế mà người ta thấy là gì? Thế vậy thì có thể là cái phức này nó vẫn còn dư, tức là có thể vẫn còn dư 4 lần còn dư. Thế vậy thì người ta tiếp tục hòa tan, tức là trường hợp hòa tan 300 ml thì tức là 200 dành cho cái này thì đều thu được argam kết tủa. Đây là argam này, argam kết tủa, và cái này còn dư. Hoặc là nếu như hòa tan 700 ml thì chúng ta biết là gì? 700 ml có nghĩa là đã dùng mất 300 ml cho cái giai đoạn này rồi, thì còn lại là 400 ml thì chứng tỏ hòa tan cái này. Thế vậy thì cái này đem hòa tan trong 400 ml nữa, cộng HCl mới là 400 ml, thì cũng đều thu được argam kết tủa. Tức là cái kết tủa ở đây vẫn là nhôm hydroxit 3 lần, đúng không ạ? Mà là argam. Vậy điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là 400 ml này là nó dùng để hòa tan cái anh này. Thế thì hòa tan này thì đáng lẽ phải cái lượng kết tủa nó phải tạo ra nhiều hơn, nhưng mà tại sao lại vẫn thu được argam kết tủa? Thế bởi vì chúng ta biết là khi mà HCl mà phản ứng với cái phức thì nó sinh ra là kết tủa, nhưng đồng thời khi mà cái phức này hết rồi ấy, thì cái kết tủa lại bị hòa tan bởi trong HCl. Điều đó chứng tỏ cái 400 ml này là dùng để hòa tan cái phức này, và đồng thời cũng là hòa tan cái kết tủa mà do phức tạo ra, thì mới thu được cái argam kết tủa giống như cái trường hợp của 300 ml. Thì chúng ta nhìn vào cái sơ đồ này, chúng ta thấy một cái điều như sau. Cái sơ đồ này là hết sức phức tạp, đúng không nào? Hết sức phức tạp. Mà nếu như viết phương trình phản ứng cụ thể ra nó còn phức tạp hơn rất nhiều. Thế vậy thì để tính toán thì chúng ta xem vậy bài toán hỏi cái gì. Cái bài toán đây hỏi thứ nhất là gồm là M là khối lượng của hỗn hợp hai oxit kim loại. Oxit kim loại. Thì muốn tính được khối lượng oxit kim loại thì chúng ta chỉ cần đi tính được số mol của từng oxit kim loại là chúng ta tính được khối lượng M. Và cái giá trị thứ hai mà người ta hỏi đấy chính là cái gì? Đấy chính giá trị A. A ở đâu? A là khối lượng kết tủa. À, khối lượng kết tủa. Thế nhìn sơ đồ này thì chúng ta có thể tính được giá trị A ngay. Tại sao tính được? Thì các em nhìn thầy phân tích thì các em sẽ thấy rõ như sau. Tức là theo sơ đồ ta đã thấy là 200 ml HCl dùng để tác dụng phức để tạo ra argam kết tủa. Thế vậy thì cái tỷ lệ đây đều là 1:1 cả. Cho nên là số mol của nhôm hydroxit kết tủa ở đây chính là bằng số mol của H cộng trong cái HCl, hay là chính bằng số mol HCl. Thế cho nên là chúng ta có là gì? Số mol của nhôm hydroxit kết tủa tạo ra chính bằng 0.2 mol. Cho nên chúng ta có ngay được là gì? Vậy thì giá trị A chính là bằng 0.2 mol nhân với khối lượng của nó, nhôm hydroxit, thì chính là khối lượng của nhôm hydroxit, tức là M lớn của nhôm hydroxit 3 lần. Thì các bạn thay vào, thay giá trị và tính toán vào thì chúng ta tính được cái giá trị A ở đây chính là bằng 15.6, và cái khối lượng ở đây là 78, tức là 0.2 nhân với 78 thì bằng 15.6 gam. Đấy, tức là nhìn vào sơ đồ ấy, thì các bạn thấy ngay được kết quả là A 15.6. Như vậy thì trong bốn cái đáp án này thì chúng ta có thể loại ngay được cái đáp án B và đáp án C, đúng không nào? Thế vậy thì
Cái giá trị thứ hai là giá trị M là phức tạp hơn cả, thì tính như thế nào? Thế thì nếu mà dựa theo sơ đồ này, các em tính đoán có thể rất nhanh như sau. Chúng ta thấy 400ml đây mà nồng độ HCl là 1M, tức là chỗ này là 0,4 mol là dùng để phản ứng với cái phức để tạo ra kết tổ và đồng thời cũng là hòa tan kết tổ. Thế nhưng chúng ta biết là gì? Khi mà cái kết tổ nhôm hydroxit tác dụng cái HCl đây thì nó đòi hỏi là cần phải cái số mol của nhôm hydroxit đây là gấp 3 lần số mol của HCl. Cho nên 0,4 mol đây thì chính là số mol của cái phức thu được ở đây là chính là 0,1 mol. Cho nên chúng ta thấy là gì? Vậy thì số mol phức ở đây chúng ta thu được là 0,1 mol. 0,1 mol. 0,1 mol thì mà cái số mol của nhôm hydroxit đây là 0,2. Vậy thì tổng số mol của phức ở đây thì chúng ta thấy là gì? Đó chính là bằng tổng số mol của hai cái chất này, chính là bằng 0,3 mol. 0,3 mol theo sơ đồ. Đúng là thế. 0,3 mol phức ở đây thì nó gồm những cái gì? Thì nó gồm có là gì? Là số mol của NaOH dư giá trung hòa đây là chúng ta tính ở trên ấy là 0,1. 0,1 mol là do nó phản ứng 100ml. Thế còn lại thì cái 0,3 ở đây ấy, 0,3 mol đây này là tạo ra chính là gì? Chính là phức ở đây chính là bằng cái lượng đây là 0,3. Thế vậy thì chúng ta thu được, vậy thì tổng số mol NaOH đây này, NaOH tạo ra đây thì chính là bằng tổng số mol của 0,3 và 0,1, thì đây chính là 0,4 mol. 0,4 mol. Thế mà chúng ta biết là gì? Số mol của natri oxit ở đây ấy, thì nó là gì? Bằng 1/2 số mol của NaOH thì đây chính là 0,2 mol. 0,2 mol. Thế còn số mol của natri aluminat ở đây thì chính là bằng gì? Bằng 1/ số mol gấp đôi số mol nhôm oxit, thì nhôm oxit đây chúng ta thu được là 0,15 mol. 0,15 mol. Thế vậy thì dựa vào sơ đồ chúng ta có thể dễ dàng tính được số mol của hai cái oxit kim loại. Và như vậy thì chúng ta có thể tính được khối lượng của M ở đây chính là bằng khối lượng của natri oxit cộng khối lượng của nhôm oxit. Và các bạn thay số mol vào chúng ta tính được là 0,2 này nhân khối lượng phân tử của natri oxit ở đây là 46 này, là của natri cộng 16 oxy này, và cộng khối lượng của phân tử nhôm oxit là 102 nhân với số mol là 0,15. Thì tính toán thì cuối cùng các bạn bấm máy tính ấy, thì các bạn sẽ thu được là 27,7 gam. 27,7 gam. Thì rất đơn giản, bằng cái sơ đồ chúng ta có thể dễ dàng tính ngay được cái kết quả bài toán mà không cần phải viết phương trình phản ứng. Bởi vì với cái bài toán này nếu như các bạn viết phương trình phản ứng thì nó rất là phức tạp. Nhưng bằng cách sơ đồ hóa thì chúng ta nhìn ngay được mối quan hệ giữa các cái chất với nhau. Bởi vì dựa vào cái định luật bảo toàn nguyên tố cũng như là bảo toàn khối lượng thì chúng ta dễ dàng suy được cái điều đấy. Và như vậy thì cái việc tính toán nó sẽ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Đấy, trên đây là một là ba cái dạng bài tập cơ bản trong khóa học vô cơ mà thầy đã giới thiệu với các em. Thì thông qua những cái ví dụ cụ thể thì hy vọng rằng các em sẽ nhận ra được cái mối quan hệ, hay nói khác là bằng việc sơ đồ hóa bài toán chúng ta có thể dễ dàng tìm được mối quan hệ giữa các chất tham gia phản ứng cũng như các chất tạo ra sau phản ứng, và trên cơ sở đó chúng ta tìm được cái lời giải cho bài toán bằng phương pháp trắc nghiệm một cách nhanh nhất. Thì thầy hy vọng rằng trong cái thời gian không nhiều thì chúng ta có thể tập trung để luyện theo những cái phương pháp như thế này thì nó rất là hiệu quả và hữu ích, đặc biệt là cái thời gian thi đại học nó không còn nhiều. Cho nên là các bạn cố gắng luyện theo cái phương pháp mà thầy đã hướng dẫn ở trên thì hy vọng rằng các em sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Trên đây là cái phần đầu tiên mà thầy giới thiệu các em, và những cái tiết học sau thì chắc rằng sẽ có những cái bài học nó sẽ hấp dẫn bổ ích hơn, và chúc các em sẽ có cái thời gian ôn luyện cũng như là đạt được những kết quả mong muốn sau những cái tiết học như thế này. Cảm ơn các em.